Xin chào, tôi là Mọt Game, phóng viên thường trú tại hang ổ nhà Mọt Game. Trong tuần qua, chúng ta đã chứng kiến một trận thánh chiến dữ dội giữa hai phe anti và ủng hộ Hogwarts Legacy. Mới đây nhất, tựa game này lại bị game thủ chỉ trích vì một lý do cũng ối dồi ôi chẳng kém. Ngoài ra, bom tấn bắn zombie thế giới mở The Day Before lại đột nhiên trở thành bom ship chỉ vì lỡ va chạm với cục bản quyền. Theo đó là các tin tức đầy giải trí khác như Ubisoft cho game thủ ăn cơm tù vì toxic hay nhà phát hành Son of the Forest đã tuyên bố sẽ bán luôn game do quá mệt mỏi vì delay. Những chuyện hấp dẫn gì đã xảy ra với làng game trong tuần rồi? Hãy để mò tôi đưa tin tường tận nha. Và chúng ta bắt đầu thôi nào. Hogwarts Legacy bị ném đá vì học nghệ thuật hắc ám dễ như bỡn. Sau lùm xùm mang tên J.K. Rowling thì mới đây nhất, Hogwarts Legacy lại bị chính cộng đồng game thủ của trò chơi này ném đá. Nguyên nhân bởi vì nhân vật chính có thể trở nên hùng mạnh chẳng khác gì cách mà Voldemort sau này ám ảnh thế giới phù thủy. Cụ thể là Hogwarts Legacy đã tạo ra một thế giới mở cho game thủ thoải mái khám phá và phát triển bản thân theo nhiều hướng khác nhau. Đương nhiên bao gồm cả phép thuật hắc ám và bộ ba lời nguyền không thể tha thứ chẳng khác gì quý ngài không mũi, mà ai cũng biết là ai đấy. Chính điều đó đã làm không ít người chơi Hogwarts Legacy và fan hâm mộ của bộ truyện Harry Potter đã lên tiếng phàn nàn về việc họ có thể sử dụng nghệ thuật hắc ám mọi lúc, mọi nơi, trong khi theo nguyên tắc các phép thuật đen tối sẽ dần ăn mòn tâm trí người sử dụng. Ngoài ra, việc sử dụng ma thuật hắc ám bị cấm nên chẳng hiểu sao có thể học dễ như vậy. Cuối cùng, một bộ phận game thủ cho rằng trò chơi đang cổ suý cho hành động bạo lực chúng học đường và phá vỡ nguyên tắc của giới phù thủy. Mặc kệ những phản ứng trái chiều vào cuộc thánh chiến nảy lửa trên Twitter, hiện Hogwarts Legacy vẫn nhận được nhiều đánh giá rất cao từ giới chuyên môn cũng như cộng đồng game thủ. Activision Blizzard bay 160.000 Jack vì đạo đức quá kém. Nếu các bạn không biết thì Activision Blizzard là cha đẻ của loạt game Call of Duty, Diablo, Overwatch, Warcraft hay quen thuộc hơn là Candy Crush Saga. Ngoài ra, tôi còn thích gọi Activision Blizzard với cái tên chúa tể phá vỡ kỷ lục bởi vì gần như những tựa game do Activision Blizzard phát hành đều thành công phá vỡ kỷ lục phát hành của các tựa game khác. Không dừng lại ở đó, công ty này cũng rất thích trở thành cái tên tiên phong đi hầu tòa. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng năm nay có vẻ là tam tai của họ khi tòa án California đã lên tiếng cáo buộc Activision Blizzard có những hành vi vi phạm đạo luật chống phân biệt đối xử và quấy rối ở nơi làm việc. Theo cáo buộc, gã khổng lồ này đã không có những biện pháp phù hợp để bảo vệ nhân viên khỏi các hành vi quấy rối và phân biệt giới tính nơi công sở. Chính điều này đã dẫn đến việc nhiều nhân viên nữ làm việc ở Activision Blizzard bị cho bay màu vì nhiều lý do. Thế là theo phán quyết của tòa án, Activision Blizzard được xem là có tội. Công ty này thậm chí còn có động thái đe dọa nhân viên khi họ cố báo cáo việc mình bị bắt nạt chúng công sở lên liên bang. Chưa hết, Activision Blizzard còn may mắn được một vé khởi kiện từ Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ FTC khi đang đàm phán mua lại Microsoft. Kết quả Activision Blizzard đã phải bay hơn 160.000 Jack, cụ thể là hơn 800 tỷ đồng cho chính phủ Mỹ vì đã vi phạm đạo đức nơi làm việc. Pháp sư Trung Hoa giở trò hô biến cạc cũ thành cạc mới. Nếu bạn còn nhớ, hoặc không nhớ cũng được, thì vào giai đoạn tiền ảo tăng giá như giá hoa ngày Valentine thì cộng đồng game thủ đã từng một phen hấp hối mỗi lần muốn nâng cấp cài đồ họa do các chủ nông trường thời đó gom đi đào coin hết ráo. Sau khi cơn sốt đi qua, với tư cách là một trong những ông trùm của nông trường cạc, những người anh em họ Trung Tinh Hoa đã nảy ra sáng kiến thanh lý đống cạc cũ. Nhưng ngặt một nỗi, hàng cũ thì hiệu năng không bằng hàng mới, đồ second hand bán lại thì cũng chẳng được bao nhiêu. Thế là một bộ phận pháp sư Trung Hoa đã chẳng ngần ngại thi triển 72 phép thần thông bà la hô biến những chiếc cạc đáng tuổi ông cụ trở về thời xuân sắc, sau đó bán lại cho những người muốn mua với giá siêu bèo. Kết quả là hốt được một mẻ kha khá. Nói là hô biến nhưng cạc cũ thì vẫn chỉ là cạc cũ, súng ống hết đạn lâu lắm rồi, nên khi mua về chạy thử, một bộ phận game thủ đã nhanh chóng nhận ra chiếc cạc được thổi phồng là hàng mới 99% đều hấp hối sắp xuống lỗ cả rồi. Vậy nên bạn tôi ơi, mua hàng gì thì cũng nên check kỹ trước khi chốt đơn nha, cứ chính hãng mà quất cho nó yên tâm. Chứ cứ chốt đơn hàng Mỹ mà mở ra là Mỹ phật ke thì tiền mất tật mang, tình tan nát lại khổ. The Day Before có nguy cơ trở thành bom xịt vì làm đạo sĩ. Kể từ những ngày đầu tiên tung trailer, The Day Before đã được cộng đồng game thủ ủng hộ nhiệt tình vì độ hoành tráng và mãn nhãn mà nó mang lại. Đến nỗi dù chưa ra mắt, trò chơi vẫn được mệnh danh là siêu phẩm game zombie hấp dẫn nhất năm 2023. Cứ ngỡ sẽ cầm chắc ngay vị bom tấn như Hogwarts Legacy, nhưng có vẻ năm 2023 là tam tai của nhiều con game. Vậy nên dù chưa ra mắt, The Day Before vẫn dính vào một loạt các lùm xùm liên quan đến bản quyền. Thậm chí chính điều đó đã khiến tựa game phải dời ngày phát hành đến hơn 8 tháng. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, vì ngay sau khi nhà phát hành The Day Before tung đoạn trailer dài 10 phút, game thủ đã nhanh chóng đào ra hàng loạt điểm bất thường trong đoạn clip. Cụ thể, cộng đồng phát hiện The Day Before đã sao y bản chính đoạn trailer giới thiệu chế độ zombie của Call of Duty Black Ops Cold War. Nói chung là giống gần như mọi thứ, ngoại trừ cái tên nha.
Chính điều này đã làm nhiều thám tử mạng bắt đầu tác nghiệp, và sau một thời gian soi game, họ đã công bố hàng loạt hình ảnh cho thấy nhóm thiết kế sử dụng bố cục hình ảnh của The Last of Us Part 2. Còn cảnh quay và phông chữ thì được chôm nhẹ từ trailer giới thiệu The Division. Và điều đó đã làm cộng đồng game thủ càng ngày càng mất niềm tin vào nhà phát triển của The Day Before. Nên dù chưa ra mắt, trò chơi đã được dự đoán là sẽ flop dập mặt. Nhưng nói trước thì bước không qua, biết đâu đó là làm một chiêu trò để câu sự nổi tiếng của nhà làm game thì sao? Quá mệt vì delay, nhà phát triển bán luôn Son of the Forest. Delay chắc chắn là thuật ngữ bạn nghe nhiều nhất trong thời gian gần đây, vì hàng loạt tựa game hấp dẫn cứ liên tục thông báo delay ngày ra mắt với đủ mọi lý do. Chỉ thiếu mỗi lý do là đưa vợ đi đẻ nên phải delay game thôi nha. Và trong số những tựa game bị dán nhãn delay thì Sons of the Forest là cái tên nổi bật nhất. Là đàn em của tựa game sinh tồn The Forest đình đám một thời, nên chẳng lạ gì khi game thủ liên tục ngóng trông ngày ra mắt của Sons of the Forest. Thế nhưng, nhà phát hành cứ hẹn lần hẹn lượt do nhiều lý do khác nhau. Và chính việc liên tục bị cho leo cây như thế đã làm cộng đồng game thủ cực kỳ bức xúc đòi múc nhà phát hành. Có vẻ như chính động thái đó đã làm nhà phát hành của Sons of the Forest cảm thấy rén. Vậy nên, họ quyết định sẽ chính thức mở bán tựa game trên Steam vào ngày 23 tháng 2, bất chấp việc trò chơi vẫn chưa hoàn chỉnh 100%. Cụ thể hơn là thiếu những cơ chế, vật phẩm và chưa được tối ưu lối chơi cũng như cân bằng game. Đương nhiên, để tránh việc bị ném đá là treo đầu dê bán thịt chó, nhà phát hành đã có một nước đi khôn ngoan khi tuyên bố rằng họ chỉ bán bản Early Access để người chơi có thể sớm được trải nghiệm cảm giác lăn lộn sinh tồn trên đảo hoang trong lúc chờ bản chính thức ra mắt trong tương lai. Ubisoft tặng game thủ một vé nhà nước bao nuôi vì Toxic. Non, gà, sóc vàng hay đồ dao hợp mẫu thân nhà bạn là những từ mà chắc chắn ta sẽ thường nghe khi chơi bất kỳ game online nào. Để nâng cao trí thức và cách dùng từ ngữ của game thủ, các nhà phát hành đã soạn ra hàng loạt cơ chế để khóa mõm người chơi, chẳng hạn như tắt tiếng, cấm chat trong một thời gian nhất định hoặc cho ra đảo nếu cứ thích lằng nhằng. Nhiều cách là như thế, nhưng có vẻ điều này vẫn chưa thực sự hiệu quả. Lấy ví dụ như con AI cấm chat của Liên Quân đi. Có nhiều game thủ chân chính chỉ cần nhắc nhở đồng đội đẩy trụ bằng những từ ngữ vô cùng văn minh cũng bị AI cho một vé ban cấm chat vì cuồng ngôn. Vậy nên mới đây nhất, Ubisoft đã quyết định chơi lớn để ngăn chặn các game thủ toxic. Cụ thể hơn, Ubisoft đã hợp tác với Riot để nghiên cứu ra một con AI có khả năng hạn chế các từ ngữ hoặc hành vi độc hại trong game. Nghe thì cũng hay đấy, nhưng mà Ubisoft thấy thế là chưa đủ. Vậy nên họ quyết định hợp tác hẳn với cơ quan chức năng địa phương để chung tay nâng cao dân trí làng game. Mà cụ thể hơn, trung tâm quan hệ khách hàng của công ty này ở Newcastle đã hợp tác với cảnh sát Northumbria. Những trường hợp game thủ toxic ở mức độ nghiêm trọng như xúc phạm nặng nề hoặc là đe dọa sẽ được Ubisoft gửi thẳng đến đồn cảnh sát Northumbria. Và đội game thủ đó sẽ được tặng thẳng một vé giáo dục tâm lý ở đồn cảnh sát. Hiện tại chưa rõ cách này có thật sự hiệu quả gì hay không, nhưng có lẽ đây cũng là một cách để giảm tình trạng lỡ đưa mồm mình đi chơi hơi xa của game thủ. Vậy nên các bạn, chơi game thì hãy văn minh lịch sự, hoặc không là một sớm mai thức dậy ta sẽ nhận được một vé mời đến đồn cảnh sát uống trà mà chẳng hiểu vì sao đó. Và đó cũng là kết thúc cho chuyên mục điểm tin tuần này của đài truyền hình Mọt Game Channel. Nếu bạn cảm thấy chuyên mục này thú vị hay chỉ đơn giản là bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn của làng game trong tuần qua, thì hãy ủng hộ chuyên mục vào lúc 12 giờ trưa hàng tuần. Còn bây giờ, tôi là một game phóng viên thường trú của đài truyền hình Mọt Game Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.